Xin chào các bạn đến với shopguto.vn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn máy hút chân không của Clarestyle. Đây là dòng máy có công suất 120W với series là 1002942. Máy này được sản xuất bởi công ty Chatech của Đức. Đây các bạn có thể nhìn thấy thông tin công ty ở đằng sau đây, Chatech GmbH ở Berlin, Germany. Và nhìn bề ngoài thì máy có cấu tạo tương đối là gọn với màu inox sáng bóng. Chiều này khoảng độ 15 phân, chiều này khoảng 14, 40 cm, chiều dày khoảng 5 cm. Rất là gọn, dở ra, như vậy, gấp lại. Và máy chạy bằng điện. Ở trên thân máy thì là có 3 nút. Nút thứ nhất thì là nút bật chế độ auto. Nút thứ hai nút này là cho chế độ là chạy thủ công. Đầu tiên là nút này là để hút chân không và nút này để là đóng lại cái miệng túi. Và đi kèm với máy thì là có các cái phụ kiện. Thứ nhất là họ có tặng cho 10 cái túi. 10 cái túi ni lông để mình dùng được 10 lần và một cái sách hướng dẫn sử dụng. Thì bây giờ thì mình sẽ hút chân không thử một cái túi đựng bánh mì như này để các bạn xem là máy hoạt động như thế nào. Ở đây mình có một cái túi đựng hai cái bánh mì và túi bằng ni lông đã cắt gọn, cắt bằng cái mép đầu này. Thì là mình đã cắm điện vào đây rồi. Thì các bạn thấy là có điện sáng ở đây. Và đây thì là để bắt đầu thì là mình cho cái đầu mép túi vào trong cái phần rãnh này của máy. Mình đặt nó xuống. Sau đấy là mình sẽ gặp lại máy và sau khi hút chân không thì là cái phần này nó sẽ nóng lên và nó sẽ dính lại cái miệng túi lại để cho chân không nó không không bị để nó kín cái miệng túi lại. Và sau đấy thì mình ấn xuống thì là ấn chặt xuống, nghe các bạn nghe thấy tiếng này, nó có cái khóa ở hai bên này. Tách cái thì bây giờ là cái miệng túi đã kín. Thì mình sẽ chạy cái chế độ manual à. Chọn chế độ thủ công thì đầu tiên là sẽ là bấm nút này để hút chân không. Đó. Giữ như này thì là nó sẽ chạy liên tục và các bạn nhìn đây. Đó. Các bạn thấy là chân không khí đang bị hút ra khỏi cái túi rất là nhanh. Và với một cái lực rất là lớn, bạn thấy là hai cái bánh mì đang bị teo lại. Thì là cái lực hút rất là mạnh. Bánh mì đã teo tóp lại người. Đó. Thì khi các bạn là thấy túi đã hút được tương đối là hết không khí thì là mình có thể dừng lại. Đó. Rồi nghĩ như này là ok rồi. Thì là mày đã hút được đây, gần như là hết không khí ra. Hai cái bánh mì đã tóp lại như này. Thì sau đấy mình chuyển sang bước 2 là nút siêu. Thì đây là nút để mà đóng miệng gói lại. Thì bạn có thể là chọn seal time ở đây. Đó, bấm nút này. Tức là nó đang chạy. Rồi, như thế là đã là dán kín miệng túi. Thì bây giờ mình sẽ mở ra. Thì có hai tay mở sang hai bên thì nó dễ dễ hơn. Đây. Này, đó. Bạn thấy chưa? Ở đây là cái miệng túi là đã dán kín lại. Và như này, thực phẩm có thể bảo quản rất là lâu, có thể vận chuyển được xa. Đó. Thì như vậy là mình vừa mới giới thiệu các bạn máy hút chân không của Clarestyle series 1002942 để đặt hàng cũng như để đặt mua các sản phẩm của Đức cũng như trở thành đại lý. Thì mời các bạn vào trang web của chúng tôi gutto.vn hoặc là vào Facebook Shop Guto hoặc là liên hệ theo số Viber, Zalo hoặc là email bên dưới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.